Spectral Green International Awards là một giải kiến trúc danh giá dành cho kiến trúc sư trẻ, sinh viên kiến trúc tại Việt Nam và khu vực châu Á suốt nhiều năm liền dưới sự bảo trợ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhà tài trợ SunSpec thuộc công ty Four Oranges và đơn vị thực hiện công ty cổ phần thiết kế và truyền thông Kiến Việt. Với mục đích xuyên suốt để hưởng ứng tuyên ngôn kiến trúc xanh Việt Nam cùng các tiêu chí kiến trúc xanh đã được Hội Kiến trúc sư Việt Nam công bố. Bùi Thị Bình Nhi, Dương Văn Định, sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Với ý tưởng thiết kế, phát triển loại hình nhà ở chọc trời nhằm giải quyết vấn đề về dân số, một tổ hợp trên cao với những chức năng để ở, công cộng, thương mại, vui chơi giải trí. Công trình còn được thiết kế như là lá phổi xanh nhằm thanh lọc không khí và tái tạo môi trường sống. Hệ thống modu đơn giản, biến đổi linh hoạt về không gian và diện tích, được xếp đan xen tạo hiệu quả về che nắng. Không gian đa dạng, vườn nông nghiệp phân bố theo tầng cao, màu sắc hài hòa, trang nhã nhưng không kém phần ấn tượng. Kết cấu thép kính tạo không gian sang trọng đặc trưng. Những căn hộ sẽ có những mảnh vườn nhỏ để có thể tự tạo ra nguồn thực phẩm sạch. Công trình kiến trúc xanh lấy cảm hứng từ thiên nhiên, yếu tố xanh được khai thác mạnh mẽ, từ đó kiến tạo một không gian sống tiện nghi, sang trọng. Tương lai trong tầm tay bạn, hãy đối xử tốt, sống thân thiện với môi trường. Ta sẽ tận hưởng được những giây phút thư giãn, thoải mái trong bầu không khí trong lành, hưởng những cảnh đẹp từ thiên nhiên. Trải qua hành trình 5 năm với gần 1.000 bài dự thi, Spectral Green International Awards vừa là cơ hội thể hiện đam mê với các không gian hình khối, sáng tạo các giải pháp thực tế xanh bền vững, vừa truyền cảm hứng cho những tài năng kiến trúc sư trẻ, sinh viên kiến trúc, khuyến khích sáng tạo cho nền kiến trúc xanh Việt Nam.